Để chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đã được đưa đến để chuẩn bị cho lễ hội hoa. Đây là chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Hoa anh đào được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản sang Việt Nam, trong đó có 30 cây hoa anh đào kích thước từ 1 đến 2,5 m và 10.000 cành hoa anh đào được kết hợp với cây cảnh nghệ thuật, trang trí tiểu cảnh ở xung quanh khu vực tượng đài. Tại lễ hội sẽ có 12 tiểu cảnh hoa được thiết kế theo văn hóa của Nhật Bản và Việt Nam. Được biết, để bảo quản hoa anh đào trong suốt 4 ngày lễ hội, ban tổ chức trước đó đã phải bảo quản ở nhiệt độ dưới 10 độ C. Lễ hội hoa anh đào cũng sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn, giới thiệu văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và Nhật Bản với 20 gian hàng, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.